Ê, đấy cô vô trước rồi đấy đấy. Nhưng mà cái thế của chị đánh của em á là bình thường. Em đánh chị kiểu đó là chết chắc kìa. Cũng vậy thôi, không có gì đâu. Vậy thôi. Sao cũng vậy được? Ừ. Chị đàn bà mà sao em đánh chị kiểu đó được? Chị quánh nè, đi tới vậy thôi, đâu có gì đâu. Gì đâu. Mai mốt. Vậy mai mốt chị đừng quánh thằng nào nữa hết. Mới xem, nó đang má nó quýnh tao, tao cố xong bây giờ nó đủ thừa tao mày. Ông chị cũng hay quýnh người ta nữa, sao nó quýnh lại có tụng quá giờ quýnh nữa. Listen, did you get my phone? Yes. Okay. Tuần sau gặp nhá. Đúng rồi. Tuần sau gặp. Có gì Thanksgiving, happy Thanksgiving. Chắc là phải làm đâu. Thì thứ năm em làm nhà em, nhưng mà thứ sáu đi thì có gì em nói chuyện với anh Toại, với lại ông Đức, với lại anh Vũ, rồi có gì mình tổ chức cái gì. Sớm nhỉ? Đúng rồi, 11 giờ 2 giờ thì sớm đó. Chứ 12 giờ nữa mà. Mình 12 giờ hơn nữa mà. Hôm nay mình đi sớm. 7 giờ mình đã tới rồi. Bye anh. Bye anh trai. Dạ. Yeah. Mommy's phone? Yes. And daddy's phone? Yes.